cho tôi tính nhá. Alo, tôi mời ông. Có chuyện gì thế? Nói nhanh lên, anh đang tiếp khách. Đợt này công việc của anh có bận lắm không ạ? Bận. Thế nhá, đang tiếp khách. Thôi, mọi người vui vẻ đi nào. Tắm chuyện. Ăn đi em. Chuyện này là sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Thưa chủ tịch, em cũng chưa biết tại sao tất cả các dự án của chúng ta đều bị công ty đối thủ nắm rõ. Chắc chắn là cô ta rồi. Gọi ngay thư ký Nga lên cho tôi. Dạ, thư ký Nga 3 ngày nay chưa đi làm ạ. Khốn kiếp, tôi bị cô ta lừa thật rồi. Thưa chủ tịch, còn một chuyện nguy cấp hơn nữa là tất cả các cổ đông đồng loạt rút khỏi công ty chúng ta. Cứ chuyện như này, em e rằng... Cái gì cơ? Rút vốn? Không thể như thế được. Còn FM thì sao? Đối tác lớn nhất của chúng ta chưa rút vốn thì chúng ta vẫn còn cơ hội. FM là công ty rút vốn đầu tiên đấy ạ. Không thể như thế được. Chủ tịch FM là bạn học thân thiết với tôi đấy. Chuyện này hoàn toàn là sự thật ạ. Được rồi, cậu ra chuẩn bị xe ngay cho tôi. Tôi phải đi gặp họ một chuyến để xem thực hư thế nào. Dạ vâng. Đi đi. Em xin phép ạ. Sao? Hôm nay rảnh rỗi hẹn gặp tôi ra đây có việc gì? Ông còn hỏi tôi câu đấy được à? Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Làm gì cơ? Tôi hỏi thật nhá. Ông không biết thật hay ông giả vờ không biết đấy? Chuyện rút vốn khỏi công ty của tôi. À, tưởng bạn hẹn tôi ra đây có việc gì cơ. Đúng vậy, tôi đã rút hết vốn đầu tư rồi. Tại sao? Tại sao ông lại làm thế? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? Định nghĩa của ông, bạn thân là thân thằng nào, thằng đấy lo à? Đáng lẽ ra khi tôi gặp khó khăn thì ông phải giang tay giúp đỡ tôi. Đằng này, khi tôi gặp khó khăn thì ông lại đẩy tôi thêm xuống vực. Như vậy là sao? Bạn à, tôi xin nhắc lại với bạn, đây là thương trường chứ không phải là cái trường học, nên chúng ta chẳng cần phải mang sách đạo lý ra để đọc đâu. Tôi làm gì sai à? Ở đâu mà sinh ra lợi nhuận ấy thì tôi đầu tư, còn không sinh lời thì tôi sẽ rút vốn. Thế thôi. Đúng là tôi đi nhầm ông thật rồi. Uổng công bao lâu nay tôi coi ông là bạn thân, là anh em. Cái định nghĩa bạn của ông nó là như thế nào nhỉ? Xem nào, là những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng của ông, rồi đường ai người ấy về, hay là bên cạnh phải có những cô nàng xinh đẹp để rồi họ ăn cắp tài liệu của công ty từ chính tay của ông rồi bán cho công ty của đối thủ. Ông hả? Và tôi nói cho ông biết này, tôi không thừa tiền để đầu tư vào những cuộc vui chơi của ông, và tôi cũng không thừa tiền để đầu tư vào những thứ không có tương lai. Được rồi, còn bây giờ ấy, tôi bận rồi. Tốt thôi, ông cứ nhớ lấy ngày hôm nay đấy. Nhớ lấy. Này, nếu rảnh mà suy nghĩ về những thứ không đâu ấy thì tốt nhất nên dành thời gian mà về thăm vợ đi. Chắc là lâu rồi không về nhà thăm vợ nhỉ? Đấy không phải việc của ông. Cái gì nữa? Anh có chuyện gì vậy? Anh lại u say đấy à? Không phải việc của cô. Các người
các người làm lũ khốn nạn. Cút đi. Cút hết đi. Anh có chuyện gì? Nói em nghe đi. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà. Anh nói em nghe đi. Giải quyết à? Giải quyết cái gì? Tôi mất rồi. Tôi mất hết rồi. Giờ tôi tay trắng rồi. Mất cái gì? Cái gì mất cơ? Công ty, sự nghiệp, hợp đồng. Tôi mất hết rồi. Giờ tôi không còn gì nữa hết. Anh còn có em mà. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau làm lại. Làm lại á? Tiền đâu mà đền bù hợp đồng? Lấy cái gì để mà làm lại? Tiền đấy. Tiền đấy, cô hiểu không? Cần rất nhiều tiền. Loại cô ấy thì làm gì có tiền. Em có. Tôi biết ngay mà. Nhắc đến tiền thì ai cũng vậy cả thôi. Hả? Cái gì cơ? Cô vừa nói cái gì? Cô có tiền á? Tiền ở đâu? Ở đâu mà cô có? Em... À, đây là tiền em tiết kiệm. Với cả tiền bán miếng đất ngày trước chưa dùng đến. Chiều anh về thăm nhà đi, em đưa tiền cho. Cô ở nhà đi, tôi về luôn đây. Chúc mừng chủ tịch, dự án này rất lớn, bên phía công ty đối tác rất hài lòng với chất lượng của chúng ta. Nếu thành công, chắc chắn tên tuổi của chúng ta sẽ vươn ra tầm quốc gia đấy ạ. Cậu làm tốt lắm, mà hôm nay lịch trình của chúng ta thế nào? Dạ, một tiếng nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với bên phía công ty SVM, thưa chủ tịch. Vậy à, và cậu về công ty trước đi, lát tôi tự đi được rồi. Dạ vâng, thưa chủ tịch, em chào chị. Chồng em đúng là giỏi thật đấy. Chỉ 2 năm thôi mà có thể gây dựng lại tất cả. Lại còn đưa công ty vươn tầm quốc gia được nữa chứ. Vợ anh cứ nói quá. Ai được như ngày hôm nay ấy, chắc chắn anh phải cảm ơn hai người. Là ai vậy ạ? Người thứ nhất là người luôn ở bên anh, động viên, an ủi, giúp đỡ anh. Cho dù ngày xưa ham chơi, bỏ bê vợ con, sự nghiệp, nhưng mà vợ anh không bao giờ rời xa anh. Đó chính là em, người vợ tuyệt vời nhất của anh. Vậy còn người thứ hai? Người thứ hai là người đã quay lưng lại lúc anh khó khăn nhất, để anh có động lực phấn đấu, để anh có được như ngày hôm nay. Bây giờ em đi cùng anh, đi gặp người đấy nhá. Vâng ạ. Cậu đến rồi đấy à? Chào cậu. Cậu vẫn như vậy nhỉ? Sớm 5 phút, rất đúng hẹn. Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi rất quý trọng thời gian, nhất là đối với những người không cần thiết. Đây mới là giọng điệu của chủ tịch thực sự chứ. Cậu thay đổi nhiều đấy. Tôi có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng làm sao thay đổi nhanh bằng lòng dạ của cậu được. Mà thật không ngờ, chủ tịch của tập đoàn SVM hôm nay lại ngỏ ý hợp tác với tôi rồi đấy. Có gì đâu, chúng ta là những người kinh doanh mà. Ở đâu có lợi thì đương nhiên là nó có sự hợp tác rồi. Nhưng mà xin lỗi, tôi không thích. Lý do tại sao? Chẳng phải nếu như dự án lần này chúng ta hợp tác được với nhau sẽ rất thành công sao? Lý do à? Lý do là tôi không muốn hợp tác với những người không cùng đẳng cấp. Những người thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Xin lỗi, bạn của đấy tôi không cần.
nông cạn, trẻ con chưa lớn. Tôi nói cho cậu biết, một khi đã bước vào thương trường rồi thì hãy bỏ hai chữ bạn bè đi. Đấy là với cậu thôi, với tôi thì khác. Mà nói chung, dự án lần này tôi không thích làm, có thế thôi. Nếu như không muốn làm thì tại sao cậu còn đến đây? Tôi đến đây là để cười vào mặt cậu đấy. Tôi muốn xem cái khuôn mặt thất bại nó sẽ bi thảm như thế nào. Và muốn cho cậu thấy tôi bây giờ khác xa so với ngày xưa rồi. Thế nhá, chào. Sao anh lại cười thế? Sảng khoái thật chứ. Em có nhìn mặt hắn ta không? Như một con rùa rụt cổ. Anh ghét anh Tân đến thế à? Chứ còn gì nữa. Ngày xưa khi anh xa cơ thì hắn cong đít bỏ đi. Còn bây giờ khi anh có một chút thành công rồi thì quay lại anh bám đít anh à? Anh đâu có ngu. Thực ra là em mời anh uống nước. Anh cảm ơn. Hôm nay anh có dịp công tác qua đây hay sao mà lại ghé qua nhà em thế? Thực ra hôm nay anh qua đây là để tìm gặp em đấy. Gặp em? Sao lại gặp em ạ? Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp. Chuyện gì thế ạ? Anh cứ nói đi. Trong này có một số tiền, em giữ dùm thằng Đạt nhá. Khi nào mà nó cần ấy thì em đưa cho nó để nó làm lại sự nghiệp. Nhưng sao anh không trực tiếp đưa cho anh Đạt mà lại đưa cho em? Em cứ cầm lấy. Thực ra ấy, thằng Đạt tính còn mải chơi, chuyện gia đình hay công việc nó còn chưa chú tâm được. Lúc đầu anh cứ nghĩ nó là bạn anh, anh vẫn rót vốn đầu tư vào công ty của nó. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ lại rồi, làm như vậy là hai bạn mình đấy. Thế nên lần này anh quyết định sẽ làm mạnh tay với nó. Hy vọng sau biến cố lần này nó sẽ thay đổi. Anh đúng là tốt quá. Anh Đạt nhà em có một người bạn như anh đúng là phúc đức lắm đấy ạ. Có gì đâu, giúp đỡ được bạn bè vươn lên ấy là anh mừng lắm rồi. Vâng ạ. Mà này, em phải nhớ không được nói gì với thằng Đạt đâu nhá. Vâng ạ. À mà quên mất, mải nói chuyện quá. Đây là sản phẩm của công ty Kohino. Em là con gái, em phải chăm sóc sắc đẹp cho mình đi. Chứ để chồng mình mà ra ngoài đường gặp toàn những cô xinh tươi là các cô ấy cướp mất chồng của em đấy. Dạ vâng ạ. Mà thôi, cũng muộn rồi anh phải về đây, còn lên công ty giải quyết một số vấn đề nữa. Anh phải cẩn thận nhá. Ừ, anh biết rồi. Em thật là... anh trách nhầm cậu ý rồi. Bắn một cú. Đạt tít. Đã là anh em, suy mãi mãi là anh em. Đừng như sông, lúc cạn, lúc đầy. Hình như hai người quen tôi rồi ấy nhở. Làm sao anh quên vợ anh được chứ. Thôi nào, giờ chúng ta đi ăn. Đi thì đi, sợ thì không đi. Đi. Đi rồi. Đi em. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tập phim vừa rồi cũng như là đồng hành cùng FM trong thời gian qua. Mình cũng cảm ơn công ty Kohino
cùng với nhãn hàng Dick He đã tài trợ cho bọn mình tập phim này. Đây là một sản phẩm chăm sóc tóc tóc rất là tốt. Giúp tóc khỏe mạnh hơn. Thì sản phẩm này có giá là 980.000. Bạn nào mà muốn mua thì có thể lên trang web của Vino cũng như là fanpage của Vino để mua nhé. Sắp tới thì bọn mình sẽ vẫn tiếp tục hai series, đấy là Tuổi Thanh Xuân và Bây Giờ Sinh Viên, cũng như là Bạn Cũng Sợ. Đây là hai bộ phim bọn mình sẽ xác định làm lâu dài, như là theo cái lối hài trước. Các bạn thích xem phim này thì hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt share, một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lượt like, một lượt share. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.